Xem tuổi sông đất, sông nhà, năm Giáp Thìn 2024, hợp mệnh gia chủ tuổi Bình Dân sinh năm 1986, mang Bình An, may mắn phú quỷ trong năm mới. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can địa chi ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời, thiên can địa chi ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó. Sau đây là 10 tuổi sông đất tốt đối với gia chủ tuổi bình Dân, sinh năm 1986, vào đầu năm mới 2024 như sau. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, tốt. Tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, tốt. Tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, khá. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, khá

Sau đây là các tội sông đất xấu đối với gia chủ tuổi bình Dân vào đầu năm mới 2024, cần lưu ý các tội sau tuổi bính ngọ sinh năm 1966 6 tuổi ất tỵ sinh năm 1965 6 tuổi giáp ngọ sinh năm 1954 6 tuổi giáp tý sinh năm 1984 6 tuổi bính tý sinh năm 1996 6 tuổi ất dậu sinh năm 1945 6 tuổi tân hợi sinh năm 1971 6 tuổi giáp thân sinh năm 1944 xấu tuổi giáp dân sinh năm 1974 xấu và tuổi nhâm dân sinh năm 1962 xấu phân tích mỗi quan hệ xung khắc đối với 10 tuổi sông đất tốt cho gia chủ tuổi bính dân sinh năm 1986 vào năm 2024 như sau 1. Người sông đất sinh năm 1969 tức tuổi kỷ dầu mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thìn vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là kỹ không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi song nhà là kỹ tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn rất tốt. Địa chế tuổi sông nhà là giàu không xung không hợp nhau với địa chi dần của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi song nhà là giàu đạt lục hợp thành hợp dậu với địa chi thìn của năm giáp thìn rất tốt tổng điểm 16 trên 20 tốt. 2. Người sông đất sinh năm 1981, tức tuổi Tân Dậu, Mệnh Mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì Mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thân, vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân tương hợp với thiên can Bính của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân, không xung khắc không tương hợp với thiên can Giáp của năm Giáp Thân, chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là dậu, không xung không hợp nhau với địa chi dần của gia chủ, chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là dậu, đạt lục hợp thành hợp dậu với địa chi thành của năm giáp thành rất tốt, tổng điểm 16 trên 20, tốt. 3. Ngư sông đất sinh năm 1959, tức tuổi, kỷ hại, mệnh mộc, Ngũ hành tuổi xong nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi xong nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thình vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên gan tuổi xong nhà là kỷ không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia chủ chấp nhận được. Thiên gan tuổi xong nhà là kỷ tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thình rất tốt. Địa chi tuổi xong nhà là hợi đạt lục hợp dần hợp hại cát nhưng lại phạm tử hành xung dần thân tị hại hung nên các hung trung hòa với địa chi dần của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tổ sông nhà là hợi, không xong không hợp nhau với địa chi thần của năm giáp thần chấp nhận được. Tổng điểm 15 trên 20 khá. 4. Người sông đất sinh năm 1972, tức tuổi nhâm tỵ mạnh mộc, Ngũ hành tuổi xong nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi xong nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thìn vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là nhâm trực xung với thiên can bính của gia chủ không tốt. Thiên can tuổi xong nhà là nhâm không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là tỷ không xung không hợp nhau với địa chi dần của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tổ sông nhà là tỷ đạt tam hợp thân tỷ thần với địa chi thân của năm giáp thình rất tốt, tổng điểm 15 trên 20 khả. 5. Người sông đất sau năm 2002, tức tuổi nhâm ngọ, mệnh mộc, Ngũ hành tuổi xong nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi xong nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là nhâm trực xung với thiên can bính của gia chủ không tốt. Thiên can tuổi xong nhà là nhâm không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là ngọ đạt tam hợp dần ngọ tuất với địa chi dần của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi xong nhà là ngọ không xung không không hợp nhau về địa chỉ thành của năm giáp thần chấp nhận được. Tổng điểm 15 trên 20 khá. 6. Người sông đất sinh năm 1960, tức tuổi canh tỷ, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thình vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là canh, trực xung với thiên can bính của gia chủ không tốt. Thiên can tuổi sông nhà là canh, trực xung với thiên can giáp của năm giáp thình không tốt. Địa chi tuổi xong nhà là tỷ không xung, không hợp nhau với địa chi dần của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là tỷ đạt tam hợp, thần tỷ thần với địa chi thần của năm giáp thình rất tốt. Tổng điểm 14 trên 20 khá. 7. Người sông đất sinh năm 1947, tức tuổi Đinh Hợi, Mệnh Thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân chấp nhận được đề chi tổ xong nhà là hội đạt lục hợp dân hợp hội các nhưng lại phạm tử hà xung dần thân tỷ hội hung nên các hung trung hòa với địa chi dần của gia chủ chấp nhận được địa chi tổ sông nhà là hội không xung không hợp nhau với địa chi thần của nam giáp thình chấp nhận được tổng điểm 14 trên 20 khả tám người sông đất sinh năm 1946 tức tuổi bính tuất mệnh thổ Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thìn vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là bính không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là bính không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn chấp nhận được. Địa chi tổ sông nhà là tuất đạt tam hợp dần ngọ tuất với địa chi dần của gia trụ rất tốt. Địa chi tổ sông nhà là tuất phạm lục xung, thần xung tuất và phạm tứ hành xung, thần tuất sổ môi với địa chi thần của năm giáp thân không tốt. Tổng điểm 14 trên 20 khả. Chính, người sông đất sinh năm 1951, tức tuổi tân mão mệnh mộc. Ngũ hành tuổi Sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi Sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp Thìn, vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi Sông nhà là tân tương hợp với thiên can vĩnh của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi Sông nhà là tân, không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp Thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi Sông nhà là mão không xung không hợp nhau với địa chi dần của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là Mão, Phạm, Lục, Hải, Mão, Hải, Thần và địa chi Thành của năm giáp thần không tốt. Tổng điểm 14 trên 20 khá. 10. Người sông đất sinh năm 1961, tức tuổi Tân Sửu, Mệnh Thổ, Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân tương hợp với thiên can bính của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân chấp nhận được. Địa chi tổ xong nhà là sổ, không xung, không hợp nhau với địa chi dần của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tổ xong nhà là sổ phạm tử hành xung, thần tuất sổ môi với địa chỉ thần của năm giáp thần không tốt. Tổng điểm 14 trên 20 khá.